Đi đâu đó? Đi đâu ạ? Đi kiếm ngoại đi, ông ngoại đâu, đi kiếm ngoại đi. Ngoại đó đó hả? Rồi đi lại ông ngoại đi. Đi không, đi lại ông ngoại đi. Ông ngoại đâu rồi? Đi lại ông ngoại đi. Ông ngoại đâu rồi? Kiếm ngoại coi, kêu ngoại ơi. Kêu ngoại đi con. Rồi thấy ông ngoại rồi đó. Vỗ tay đi, vỗ tay mừng ngoại coi. Kệ ngoại đi, kệ ngoại đi, kệ đi theo ngoại. Đi về ngoại đi, đi theo ngoại đi. Đi về ngoại nè. Đi lại đây về ngoại. Ông ngoại đâu à? Ông ngoại ơi, kêu ngoại ra, ngoại ơi. Ông ngoại ơi. Đi đâu ạ? Con đi đâu ạ? Dở về đây nè. Ông ngoại ơi, kêu ngoại đi. Đi về đi. Rồi gặp ngoại rồi vỗ tay đi, vỗ tay mừng ngoại đi. Rồi đi vô đống rác rồi. Đi được không? Đống rác đó đi được không? Làm gì luôn rồi? Lấy rác chơi luôn rồi hả? Dơ đó. Cứ đứa chơi dơ. Cái này chơi dơ đó. Chưa. Cái gì đó, con cầm gì đó. Ghê. Ghê luôn. Thì ghê luôn. Đi đâu đó? Là ở ngoài đây. Coi chừng té đó nghe. Để con bỏ đi. Gớm. Gớm luôn, bỏ đi. Bỏ đi con. Bỏ nó đi. Đúng rồi. Đi được không? Rồi, dính dơ rồi. Dính dơ luôn rồi. Đây nè. Kìa ông ngoại kìa, đi theo ngoại kìa. Đây nè. Đó, ông ngoại đó. Đi lại ngoại đi. Đi lại ngoại nghe. Lại ngoại này. Cãi nó, để cho tự đi.
múa coi, múa cho ba coi coi. Múa đi, múa lại coi. Múa cho ba coi coi, múa làm sao. Múa làm sao đâu. Múa gì đó hả? Rồi ngồi lên đó chơi đi. À, ngồi lên coi, ngồi được không? Xích vô, à đúng rồi. Làm gì đó? Làm gì hả? Hả? Đi ra giường phải không? Đi ra giường làm với ngoại đó hả? Rồi vỗ tay coi, mừng coi, mừng ngoại coi. Vỗ tay mừng ngoại coi, ngoại kìa. Ngoại ơi, kêu ngoại coi. Vỗ tay, vỗ tay coi, vỗ tay, vỗ tay mừng ngoại coi. Buồn ngủ hả? Buồn ngủ chưa? Đi đâu đó? Đi lớp 3 hả? Đi lớp 3.